I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. How it's supposed to feel. Cả nhà buổi sáng ở đây cảm giác rất là thích luôn, cả nhà không khí cực kỳ trong lành luôn ha. Thì giờ này khoảng 9 giờ thì cái ánh nắng á cả nhà nó cũng dịu rồi, nó không có nắng lắm ha, nên tạo cảm giác cho mình rất là dễ chịu. Và thứ hai mình đi ra qua những cái hàng cây, những cái căn villa rồi ở đây á cả nhà, người ta hoa cỏ rồi cây cối mọc rất là tốt luôn cả nhà, nên là cảm giác cái không khí rất là trong lành ha. Thì ở đây cảm giác mình cũng thoải mái nữa. Rồi may mắn cả nhà là cái villa của Ninh đó, cái phòng của Ninh đó, nó gần cái chỗ ăn á, mình đi bộ đi dễ. Còn bây giờ Ninh sẽ chụp cho cả nhà xem con đường qua giấy nha, rất là đẹp. Cả nhà sẽ quay trước cho cả nhà xem. Wow, cả nhà thấy không? Có một cái con đường người ta làm toàn là qua giấy không cho mình đi lên. Thay vì cả nhà đi cái con đường thường ngày hôm qua Ninh đi ha, là cái con đường bên chỗ hồ bơi ha, thì cả nhà có thể đi bằng con đường qua giấy này nè. Wow, cả nhà thấy không? Thon nè. Hoa lá cỏ cây rất là tốt luôn. Sáng ngày hôm nay thứ bảy cả nhà, hầu như đa phần mọi người ra khu hồ bơi rất là nhiều ha, và chỗ ăn sáng nữa, giống như khách vừa đến và cũng có một số khách người ta cũng chuẩn bị trả phòng ở cả nhà, nên là người ta cũng xuống tắm enjoy chút xíu trước khi ta về ha. Hay sao đi đông lắm. Wow, sau này đông lắm cái nhà ơi. Rồi đến đây bị ngập. Sáng nay món nước mình có gì vậy chị? Bún riêu đi. Thank you.
nay á cả nhà, thì cái chỗ ăn sáng cũng là cái chỗ đó, nhưng mà ở không gian ăn sáng á cả nhà, người ta mở rộng thêm, mở tất cả các khu luôn. Thì những cái món ăn á cả nhà thì nó cũng tương tự như ngày hôm qua thôi, nhưng mà nó có thêm một số món, ví dụ món nước thì có thêm phở và grill ha, còn ví dụ như những món khác á, thì cả nhà có thể ăn theo giống như ngày hôm qua nói thôi, nhưng mà ngày hôm qua có đặc biệt hơn, nó có những cái món nướng với hải sản và những cái món ví dụ như là heo sủi quay và cái bê ở cả nhà. Còn ngày hôm nay thì nó có món đó, thì là những món cơ bản để cho chúng ta ăn hàng ngày thôi ha. Thì nên thấy ở đây cũng là một trong những cái nơi có những món ăn tương tự những chỗ khác thôi, vừa đủ và chúng ta cũng có thể ăn ngon vào buổi sáng. Đặc biệt là chụp cái sữa đá thì người ta mai sẵn rồi, mình lại mình lấy vô và uống thôi cả nhà. Còn bây giờ nên sẽ enjoy buổi sáng và sau đó sẽ giới thiệu xung quanh ở đây xíu cho cả nhà nha. Nên sau khi ăn sáng xong á, mình sẽ có một số cảm nhận về cái khu vực ăn sáng và gửi đến cho cả nhà một số tip để cái nhà có thể chụp những tấm hình đẹp. Thứ nhất là mình ăn sáng á, thì nếu cả nhà đi trễ quá thì cả nhà đang ngồi trong để cho nó mát ha, sau đó thì cả nhà đi ra ngoài giống mình nè. Wow, ở ngoài đây nó có nhiều cái bàn ghế rất là đẹp luôn cả nhà, mà cả nhà có thể nhìn về ở cảnh rất là đẹp, ở dưới kia là biển rồi chỗ vui chơi giải trí của trẻ em ha, thì cả nhà có thể đưa mắt ra xa, mà nếu mà cả nhà muốn chụp hình đẹp ở đó thì cả nhà lên trên lầu đó, có ở trên lầu có một cái khu nữa thì trên đó chụp hình cũng rất là đẹp. Hồi nãy thì Ninh được recommend bởi mấy bạn nhân viên ở đây ha, thì cũng là một nơi chụp rất là đẹp. Nhưng mà ở đây Ninh phải khen, có một lời khen dành cho Centara cả nhà, tức là cái khu ăn uống nó rất là rộng rãi và sạch đẹp. Nói chung là có rất là nhiều cái loại bàn để cho mình ngồi, một người, hai người, ba người, nguyên gia đình gì đó, mình rất thoải mái nha. Bàn đều là Ninh thấy cảm nhận của Ninh đều là ghế mút hết, và lưng thì cũng mút luôn, nên là cái nhà ngồi rất là thoải mái. Nếu có thể nhà ngồi cả tiếng hay tiếng đồng hồ vậy đó, nói chuyện với bạn bè mình, đặc biệt là những cái tiếp mà những bạn mà thích kiểu mà enjoy á, không có phải là đi check in nhiều á, thì các bạn có thể ở đây. Ninh thấy ở đây là một cái không gian rất là lý tưởng. Thật sự Ninh những ngày hôm nay, thật sự đợt trước á, thì Ninh cũng đã đi những cái địa điểm địa danh rồi, Bảo Cát nè, rồi những cái nơi mà lý thú của Phan Thiết rồi ha. Thì nên là đợt này là Ninh không có đi đến nơi đó nữa và tập trung vào nghỉ dưỡng hơn. Thật sự nếu mà so sánh giữa cái nơi trước Sailor Club á và nơi đây á, thì Sailor Club nó chiếm một cái vị trí rất đắc địa, tại vì Sailor Club bước là xuống biển luôn, nhưng mà đổi lại là Sailor Club quá nhỏ các bạn, nhỏ xíu à. Còn ở đây á, là Centara thì cả nhà có nguyên một cái khu để mọi nhà vui chơi luôn, tại ở đây nó tái hiện lại giống như là một cái vùng mà nói chung là địa trung hải mà thuộc Tây Ban Nha cả nhà, với rất là nhiều cái chủ đề ha. Nên thấy bây giờ đa phần những cái khu nghỉ dưỡng á, người ta nghiêng về có nguyên một cái combo hoặc là nguyên một cái tất cả các option trong đó luôn á cả nhà, nên là cả nhà khi vào đó rồi là cả nhà muốn chơi trong đó luôn á, chứ cả nhà không muốn đi ra ngoài luôn á. Thì chút xíu đến đây thôi, nên sẽ giới thiệu đến cả nhà những cái khu vui chơi giải trí dành cho người lớn và trẻ em nữa, và ở đây nó có thêm cả phòng karaoke cũng miễn phí luôn, rồi nhiều hoạt động đi kèm lắm cả nhà. Thì cả nhà tới đây thì ở thời điểm nào á, thì các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho cả nhà, tại vì Ninh cũng không dám nói trước, nhằm khi Ninh nói rồi á, rồi các bạn tới là không có những cái vụ đó thì nó sẽ cũng khó hết cả nhà. Cả nhà yên tâm đi, ở những cái nơi lưu trú bây giờ, đặc biệt là những cái nơi lưu trú lớn như Centara trên cả 1-2 ngàn phòng kiểu này á, thì phòng ở villa luôn nha, thì cả nhà yên tâm đi, chổng có nhiều dịch vụ cả nhà chơi mấy một ngày không hết luôn, và người ta cũng đã set up hoài luôn, và ta update lên những dịch vụ mới ha. Ví dụ như ca nhạc nè, ca nhạc rồi cả trong chỗ ăn, sáng ngày hôm nay trong chỗ ăn cũng có ca nhạc, ban nhạc luôn nghe cả nhà, thì ban nhạc tối chơi á. Còn ở dưới kia thì cả nhà cũng có luôn cả những cái buổi chiều, thì cuối tuần nha, cả nhà nên đi vào cuối tuần thì nó có đầy đủ full option những cái dịch vụ hơn, có DJ này kia cho cả nhà nữa, nên là mình thấy khi mà cả nhà đặc biệt là nghỉ dưỡng tại Centara mình thấy rất thú vị. Tại nó có rất là nhiều những điểm nhấn, mà đặc biệt nên thích ở đây là cây xanh rất là nhiều, hoa cỏ rất là nhiều, nên rất thích ở trong này, không gian nó rất là mát mẻ và giống như mình đang hòa mình và thiên nhiên lại vậy đó cả nhà.
Nhìn đang đứng ở trên cái tầng thứ hai á nha, của cái nơi con sáng nha. Chị trên này sáng ngày hôm nay thầy cũng có nguyên khu vực ăn sáng trên này luôn, tại vì khách rất là đông á. Nhưng mà thật sự nếu mà đứng ở trên này nhưng quay cảnh kiểu gì cả nhà, làm gì biết ở đây là Việt Nam đâu, đúng không cả nhà? Trời ơi, y chang như trời Âu, y chang như là những cái nơi giống như là đâu ta, Italy á, của Ý á cả nhà, hoặc là của Tây Ban Nha gì đó ha. Cả nhà nhìn nè, trời ơi, không gian rất là đẹp, nhưng mà đi khuyến khích cả nhà lên đây để mà tắm biển nha. Làm gì lên đây để chụp hình chụp hình và nhìn cái cảnh quan này rất là đẹp cả nhà. Đây nên đang có mặt tại spa Century ha cả nhà. Ở trong cái khu Centara ha, thì cái này chuỗi spa này là của Thái, nhưng mà cả nhà nhìn thấy không? Ở ngoài sân nhưng sau lưng của Điên có một cái điểm nhấn trên tường rất là đẹp ha, có một cái hình loài hoa rất là đẹp luôn. Thì ở đây cái nhà đi nói thêm chút xíu về spa này nha. Spa này mình thấy vô rất là thích cả nhà, với một cái gam màu giống như là một cái gam màu xám đất á, trông rất là thư thái cả nhà, cũng như là cảm giác là cái tinh thần mình nó thoải mái á. Với thứ hai trong này mùi thơm rất là thơm luôn. Thì ở đây có rất là nhiều loại phòng, rất là nhiều dịch vụ, từ spa dành cho body, cho trang, rồi cho người già luôn. Thì hiện tại ngày hôm nay khi mình đi nè, thì nó có một cái dịch vụ là cả nhà làm gối 60 phút thì sẽ nhà, cả nhà sẽ được tặng thêm gói 30 phút massage chân nữa. Nhưng mà bây giờ nên đặt không kịp, cả nhà full phòng cho full cho tới 5 giờ chiều luôn. Nhưng mà bạn hồi nãy bạn nói là nếu mà có dư thì bạn sẽ điện cho Ninh, thì Ninh nếu mà được trải nghiệm thì Ninh sẽ gửi đến cái nhà xem. Nhưng mà ở đây nó hay ở chỗ nha, mỗi một cái phòng có một cái tên về một loài hoa hay là một cái động thực vật gì đó, trông rất là thích thú. Thì cả nhà có dịp thì nhà tới đây để cả nhà thưởng thức nha. Mình thấy không gian rất là đẹp, và thứ hai nữa có những cái không gian ngoài trời cũng rất là đẹp cho cả nhà. Cả nhà có tới thì cả nhà thưởng thức tại spa này nha. Mình thấy cái giá rất hợp lý nha, nếu 600 ngàn, 60 phút mà 650 ngàn mà mình tặng thêm với gói 30 phút massage foot nữa thì mình thấy khá là hợp lý luôn á. Thì cả nhà nên thử nha. Và ở đây người ta cũng đang có một cái dự định nữa là người ta sẽ dự định mở cái spa dành cho nít luôn, mang tên là Candy Spa ha. Rồi ok, nếu mà có cơ duyên mà nên được thưởng thức trải nghiệm dịch vụ này thì nên gửi thêm cả nhà ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá một số cái tiện ích ở đây nữa cả nhà, trong đó có cái tiện ích dành cho thanh thiếu niên ha. Còn trước mặt của cả nhà ha, đây một cái nhà hàng chuyên về đồ Ý cả nhà, giống như pizza này kia ha, thì người ta có một cái nhà hàng ở đây nè. Đây sau lưng của Ninh là cả nhà đã thấy một cái tòa nhà ha, nó hai cái tòa nhà đối diện, một cái tòa nhà dành cho con nít và một cái tòa nhà dành cho thanh thiếu niên. Và chính giữa là cái khu vực mà mình ăn sáng ha, thì ở bên đây sẽ là khu vực những cái trò chơi dành cho thanh thiếu niên ha cả nhà. Thì giờ bắt đầu vào nha.
hầu như là nên đã chia sẻ đến cả nhà khá rõ chi tiết cái khu nghỉ dưỡng Sentara này ha cả nhà. Còn phần còn lại là cả nhà tới đây mà có dịp thì cả nhà trải nghiệm và hưởng thụ, có thể để lại bình luận cho em bên dưới nha, nếu cả nhà yêu quý, và mong rằng cả nhà sẽ luôn luôn ủng hộ kênh YouTube Đi Việt Nam, nhớ like, share và subscribe, đặc biệt là bình luận ở dưới để cho em biết là các bạn có xem nhé. Bye bye. Sau khi mà check out khỏi Sentara thì Ninh định về luôn rồi, nhưng mà Ninh thấy trong tất cả các tập ngày hôm nay không có đi một cái cái nơi nào ở ngoài hết trơn á, thì Ninh muốn gửi đến cả nhà một địa điểm cũng rất là xinh đẹp ha. Thì hiện tại bây giờ đang nổi lên hai địa điểm cà phê rất là xinh đẹp. Một cái là cả nhà đã biết rồi, nó nổi tiếng giống như là răng trên mạng xã hội luôn, TikTok á, thì cả nhà vào đó cả nhà sẽ thấy nha. Thì lần tới Ninh sẽ đi cái quán đó, nhưng mà tại vì ở khu nghỉ dưỡng này nó gần ở một cái nơi cái quán cà phê này cũng rất là xinh đẹp, thì Ninh nghe nói là vừa có cà phê vừa có mấy thú cưng để cho mình chụp hình luôn. Thì Ninh xin chào mừng cả nhà đến với Mango. Đi cùng với Ninh nha. Một vé đi. Dạ. Wow, cảm ơn em. Ninh đang có mặt tại khu vui chơi giải trí Mango ha. Thì mới đầu ở cả nhà Ninh tưởng đây là một cái khu quán nước và bà ở bãi biển thôi, nhưng mà thật sự không phải nha cả nhà. Ở đây nó có rất nhiều hoạt động khác, ví dụ như là chúng ta có chơi mấy cái phao trượt á cả nhà, trên một cái chỗ trượt. Ninh nghe nói chỗ đó rất là thú vị luôn, nếu các bạn nào có thích chơi những trò chơi kiểu bé thích chơi thì rất là hay nha. Còn lại á thì cả nhà sẽ được quyền đi tham quan rồi chơi dưới biển, và như trên tay Ninh cầm nè, đây là một cái phần nước uống miễn phí đã bao gồm á. Thì nếu mà cả nhà nó có hai combo nha, cả nhà chọn cái combo một á là một người lớn là 150.000 và trẻ em là 100.000, nhưng mà cái đó thì cả nhà sẽ được một phần nước bất kỳ, muốn chọn đứa nào chọn. Còn combo thứ hai á là người lớn 130, trẻ em cũng là 100 luôn nha, 128 gì đó nên không nhớ nữa, nhưng mà cả nhà sẽ được một phần, đó chính là nước suối thôi, còn cả nhà không được chọn nước khác ha. Thì ở trong này cả nhà nó có rất là nhiều những hoạt động nha, ví dụ như là cái khu cho mình cà phê giải trí, và xong đó là nó có cả luôn một cái khu mà chúng ta tham quan những vườn thú nữa. Thì giờ cả nhà đi cùng với Ninh nha, cái Ninh sẽ quay cho cả nhà xem. I don't think so. No 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 no. I don't think so. No 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 no. It's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 no. I don't think so. No 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 no. It's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 no. Maybe someday you'll have it your till then. Nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope.
probably never ever 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 ever. Ok cả nhà ơi, ở trong này có rất là nhiều những con thú cũng rất là dễ thương ha, có ngựa nè, có lạc đà sau lưng mình ha, có dê và có mấy con ngựa con nó nhìn vui lắm cả nhà. Thì ở đây cả nhà có thể mua đồ ăn cho nó, hoặc là cả nhà có thể có cởi ngựa nha. Nếu mà cởi ngựa thì sẽ nhà sẽ tốn 200.000 cho một lần cởi. Thì ở đây nên thấy là một cái khu giống như là một khu dã ngoại luôn á cả nhà, với rất nhiều những hoạt động thú vị. Thì cái nhà có tới đây cả nhà nên thưởng thức nha, đặc biệt là nhìn thấy mấy ông này dễ thương lắm luôn cả nhà. Mango Beach là điểm du lịch mới sở hữu vô vàn các điểm check-in cho bạn những bức ảnh như bên trời Tây. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope. A nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Lấy nước nha. Dạ, không được. Ép thơm lonely em. Ép thơm mít được không? Dạ được. Chanh lấy nước ép thơm mít nha. Dạ. Lấy cây đi mà. Dạ, cây tí sao. Dạ, cảm ơn em. Tay của Nin là lấy nước được tặng ha. Thì Nin có một số lưu ý cho cả nhà đây. Nin rất là recommend cả nhà nên mua cái combo 150 ở cả nhà, thêm có 20.000 thôi. Nhưng mà cả nhà được cái ly nước rất là lớn nha. Chứ mà cả nhà vào trong tay cả nhà mua nước thì thấy giá rất là cao á, đặc biệt là những cái nước ép á, giá khoảng 69.000 ha. Còn bia thì giá rẻ hơn khoảng 39-49.000. Nhưng mà Nin nghĩ nên mua combo đi thì cả nhà sẽ có tiết kiệm đó. Chứ vào đây chắc chắn mình cũng phải uống nước à. Rồi thứ hai nữa mà có số thông tin ở đây ha cả nhà, thì ở đây mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm luôn, 10 hay 12 giờ đêm gì đó. Và dưới thứ hai nữa là thứ bảy hàng tuần nó sẽ có chương trình hát nhạc acoustic và bắn pháo hoa. Nhạc acoustic thì bắt đầu lúc 5 giờ ha, bắn pháo hoa thì bắt đầu vào lúc 6 giờ rưỡi. Đảo đi thì có thể là bắn pháo hoa. Và cái điều thứ hai á là trong cái dịp hè này á cả nhà, thì bình thường là chỉ bắn ngày thứ bảy thôi, nhưng mà trong dịp hè này cả nhà sẽ được bắn 5, 6, 7 nhật luôn, thì đều có chương trình vào mỗi buổi tối để cho cả nhà. Thì Nên nghĩ nếu mà buổi tối cả nhà mà có muốn thưởng thức một chút xíu acoustic, muốn thưởng thức một chút xíu pháo hoa bên bờ biển thì cả nhà nên ra đây nha, tại nên thấy cái giá cũng khá hợp lý á. Cái giá chỉ có 150.000 thôi mà chúng ta được rất là nhiều option á. Cả nhà đừng đi buổi sáng, bây giờ nên thấy buổi sáng này khá là vắng hơn, chắc người ta sẽ tập trung vào buổi tối thì đông hơn á cả nhà, tại vì buổi sáng này thì không có gì nhiều chương trình. Nếu buổi tối thì mình nghĩ nó sẽ rất là vui hơn nha. Cái nhà nên nhớ cân nhắc cái thời gian cái nhà đi để cho hợp lý ha. Bây giờ bắt đầu này sẽ chơi một cái môn thể thao mà ở đây có Mango có ha. Thì trước khi đi chơi môn thể thao thì có nói với cái nhà luôn là ở bên cạnh cái môn thể thao cái nhà là có nơi lưu trú luôn nha. Thì
thường là 1,4 triệu một đêm cho 4 người à, thì, nhưng mà cái đó là bao gồm các trò chơi luôn cho em. Dạ, khi mà mình book là bên homestay này thì đã bao gồm hết rồi nha anh ơi. Là vô chơi thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Okay. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ chơi cái môn thể thao mà rất nhiều người ưa thích trong môn này, nó gọi là cái gì em? Dạ cái này là cầu trượt phao khô nha anh ơi. Cầu trượt phao khô cả nhà, đi cả nhà. Cái này được ha. Oh my god, cả nhà ơi, nó cao kinh khủng khiếp. Cả nhà leo lên tới đây là cũng mệt luôn á, cả nhà nhìn nè. Wow. Trời ơi, cao lắm luôn. Cả nhà nào sợ độ cao thì nên phiền cả nhà không nên chơi nha. Mới chơi cái cầu phao khô trượt ha. Nên có số lưu ý cho cả nhà nha, khi mà cả nhà chơi cả nhà nhớ vịn sát vô nha. Với thứ hai nữa, cả nhà phải dỡ hai cái giò cao lên mà chéo qua, tại vì có những cái lúc cả nhà nó xuống một cái dốc rất là dốc luôn á, thì lúc đó cả nhà đừng có thấy cái giò mình nha, để thôi nó bị bá vô, nó có thể là ảnh hưởng tới cái giò mình ha. Nhưng mà trò chơi là rất là thú vị, đó là ok luôn, và cả nhà cũng có thể nhờ mấy anh trên đó quay phim giùm cho cả nhà, đi trực tiếp một kèm một với cả nhà quay phim cho cả nhà luôn. Nhưng mà xong thì cả nhà nhớ gửi cho người ta xíu tiền cà phê ha. Thì trong nhà có những cái khoảnh khắc đẹp và những hình ảnh cũng rất là đẹp. Rồi đi kết thúc cái mango bay ở đây nghe cả nhà mango đi chứ. Nha, rồi hẹn cả nhà những vlog tiếp theo của Nin. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Nin. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.